Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghịch lý trong kỷ lục vốn hóa của VinFast Ngày 25 tháng 8, luật sư Nguyễn Văn Đài có bài Những điều nghịch lý của VinFast đăng trên một trang truyền thông quốc tế tiếng Việt Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 8, cổ phiếu của VinFast VFS tiếp tục gây bất ngờ với việc đóng cửa ở mức giá cao kỷ lục mới là 49 USD một cổ phiếu, trong phiên này, có lúc VFS đã lên tới 58 USD một cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa của công ty trên 130 tỷ USD. Trước đó, cổ phiếu VFS từng đóng cửa phiên ngày 23 tháng 8 ở mức trên 37 USD một cổ phiếu, hình ảnh bay trên AFA tiếng Việt. Như vậy, luật sư cho biết hãng xe ô tô điện VinFast đã lập kỷ lục vốn hóa mới với hơn 112,7 tỷ USD trong ngày 24 tháng 8 trong khi giá trị tài sản thực của VinFast chỉ 4,4 tỷ USD. Đây là một mức tăng ảo với giá điên rồ, khi đem VinFast đang thua lỗ khoảng 6 tỷ USD, nợ khoảng 9 tỷ USD và cổ tức chưa có một xu giá trị nào để so sánh với các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước. Luật sư so sánh giá ảo của VinFast với giá trị của một số doanh nghiệp trong nước theo đó, tổng mức vốn hóa của 10 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, HOSE, chỉ đạt 84 tỷ USD. Trong đó, Vietcombank tính đến hết ngày 23 tháng 8 chỉ đạt hơn 408 000 tỷ đồng, tương đương với 16,9 tỷ USD, chưa bằng 20% so với VinFast. Vốn hóa của VinFast thậm chí còn cao hơn khá nhiều so với tổng vốn hóa của hai sàn chứng khoán HNX và Upcom của Việt Nam. Mức vốn hóa của VinFast bằng khoảng 1 phần 7 so với vốn hóa của tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett, Mỹ. Luật sư so sánh mức tăng vốn ảo của VinFast so với các hãng xe ô tô điện khác trên thế giới. Mức vốn hóa 112 tỷ USD giúp VinFast trở thành hãng xe điện lớn thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau hãng xe điện Mỹ Tesla của tỷ phú Elon Musk. 752 tỷ USD. Các hãng xe điện khác như Li Auto, Neo, Rivian, x đều có vốn hóa thấp hơn khá nhiều, chỉ tầm vài chục tỷ USD. Luật sư tiếp tục so sánh VinFast với các hãng ô tô có tiềm lực và truyền thống lâu đời trên thế giới. Vốn hóa của VinFast thậm chí còn vượt các hãng ô tô lâu đời như Mercedes-Benz 78,4 tỷ USD, BMW 70 tỷ USD, Volkswagen 68 tỷ USD, Ferrari 56,7 tỷ USD, Honda 51,8 tỷ USD, Ford 48,3 tỷ USD. Thậm chí vốn hóa của VinFast vượt hãng siêu xe Porsche 99 tỷ USD. Hình ảnh nhân viên VinFast trong ngày ra mắt thị trường Mỹ. So sánh với các hãng xe nổi tiếng trên thế giới, luật sư chỉ ra những điều nghịch lý ở VinFast. Thứ nhất, 100% cổ phiếu của các hãng xe ô tô, ô tô điện nổi tiếng trên thế giới đều được tự do giao dịch, trong khi VinFast chỉ có 4,5 triệu của Phạm Nhật Vượng và 23 triệu của các cổ đông Blackspace được giao dịch trên tổng số 2,3 tỷ cổ phiếu của VinFast. Tại sao như vậy? Theo luật sư, đây là quy định chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán Mỹ và sàn giao dịch Nasdaq khi cho VinFast niêm yết, tức là luật sư giải thích sàn nasdaq không quan tâm tới việc vinfast tự định giá doanh nghiệp của mình là bao nhiêu và chia thành bao nhiêu cổ phần nasdaq căn cứ vào hồ sơ kiểm toán của vinfast và định ra số lượng cổ phiếu mà vinfast được phép đưa lên sàn giao dịch số lượng cổ phiếu được giao dịch của vinfast có tăng hay không thì phụ thuộc vào báo cáo kiểm toán của kỳ tiếp theo luật sư nhận xét việc vinfast chỉ có một số lượng cổ phiếu rất ít được giao dịch là nguyên nhân dẫn đến giá cổ phiếu của VinFast bị thao túng thổi giá ảo. Thứ hai, trong khi các hãng xe ô tô vốn hóa thấp hơn VinFast nhưng đều có doanh số bán xe từ hàng trăm ngàn tới hàng triệu chiếc mỗi năm thì VinFast chỉ bán được vài chục ngàn chiếc. Thứ ba, vốn hóa thấp hơn nhưng các hãng ô tô trên đều làm ăn có lãi và các cổ đông của các hãng nói trên đều được chia cổ tức hàng năm thì VinFast làm ăn thua lỗ và không có cổ tức Thứ tư, các hãng ô tô trên đều có giá trị thương hiệu, còn giá trị thương hiệu của VinFast gần như bằng không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin nghịch lý trong kỷ lục vốn hóa của VinFast. Đang sau vụ cổ phiếu VFS tăng giá điên loạn, Ngày 26 tháng 8, trên trang cá nhân của kiến trúc sư Dương Quốc Chính có hai bài bình luận về cổ phiếu của VNG và VFS trên thị trường chứng khoán Mỹ những ngày qua, theo tác giả, giá cổ phiếu VFS lên gần 70 đô la tăng điên loạn nhưng nó không đáng để bàn luận, cái giá đó không có ý nghĩa về mặt tài chính, VinFast cũng chẳng lấy được tiền ra để sản xuất kinh doanh vì lượng giao dịch đang quá ít chỉ 1% và không phải cổ phiếu của VinFast, hình ảnh một status của Dương Quốc Chính được biết, giá cổ phiếu VFS đã tăng liên tục trong năm phiên, đạt đỉnh trong ngày 26 tháng 8 là 73 USD một cổ phiếu, nâng vốn hóa thị trường của VinFast lên gần 170 tỷ USD. Tác giả cho rằng, khi nào đa số cổ phiếu được giao dịch tự do, thì giá cổ phiếu sẽ tự quay về giá trị thực. Lúc đó hãy bàn luận, và tiền từ đó thì mới thực là vốn cho VinFast số lượng giao dịch nhiều thì mới có nhiều giao dịch bán khống short sale giá cổ phiếu sẽ không thể cương cứng mãi như vậy tác giả nhận xét giá trị cổ phiếu bây giờ chỉ có giá trị thủ dâm tinh thần về mức độ vốn hóa và giá trị tài sản trên internet của phạm nhật vượng ngoài giá trị lùa gà ra thì không có ý nghĩa khác tác giả bình luận bây giờ không ai biết chắc được giá cổ phiếu tăng là do ai thổi hoặc do ai chủ mưu chỉ có thể suy diễn từ động cơ mà thôi với số lượng cổ phiếu giao dịch rất ít thì hoàn toàn có thể thổi giá được mình dự là nhà đầu tư thiện lành bây giờ cũng chả quan tâm tới số cổ phiếu vfs làm gì họ mặc kệ cho anh em nhà kia tung hứng với nhau và chờ thời điểm số lượng cổ phiếu được bán ra thật nhiều lúc đó mới hạ thủ bây giờ người ngoài lao vào là sẽ rất dễ tồi đồng quan điểm với tác giả Nick Hưng Phan nhận xét tài sản thực của VinFast chỉ khoảng 6 tỷ USD. Hưng Phan đặt vấn đề nếu giá VFS vượt quá 100 USD, chắc chắn Ủy ban chứng khoán Mỹ sẽ điều tra vì đó là lừa đảo chắc chắn. Tác giả so sánh giữa VNG và VinFast cho rằng cũng là công ty do người Việt sáng lập và có nhiều yếu tố Trung Quốc. Tác giả thấy VNG lại ngon hơn VinFast dù nghe nói về vốn thì Trung Quốc và Singapore chiếm cổ phần chi phối, nhưng quyền biểu quyết thì người Việt vẫn chi phối VNG. Hình ảnh giá cổ phiếu VFS của VinFast tăng điên loạn. Được biết, công ty cổ phần VNG, tiền thân là Vinagame, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. VNG được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004, tại Việt Nam. VNG được biết đến với tư cách là bên phát hành các trò chơi điện tử, sau này phát triển các dịch vụ mang thương hiệu Zing và Zalo. Năm 2019, VNG là doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên được định giá trên 1 tỷ USD. Ngày 24 tháng 8, VNG đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ để đăng ký IPO trên sàn Nasdaq. Tác giả Dương Quốc Chính đánh giá VNG ngon hơn VinFast vì dù sao họ làm thật, ăn thật và đã có thị phần rất khủng ở Việt Nam. Hầu như người Việt nào có smartphone đều dùng Zalo, trong lúc game thủ đều chơi game của VNG. Zalo cũng đang có xu hướng thành mạng xã hội mà không hề được bơm thổi gáy to như mấy mạng xã hội ôm ao, xong bị xịt. Tức là VNG có nền tảng công nghệ khá là ổn rồi. Vẫn theo tác giả VNG sắp lên sàn Nasdaq nhưng dường như có rất ít người việt quan tâm như khi vinfast lên sàn cũng không thấy ai tung hô ủng hộ vng điều đó cho thấy tính bày đàn của đám đông do bị ảnh hưởng bởi truyền thông của doanh nghiệp chứ không hẳn là đánh giá thực lực doanh nghiệp tác giả kết luận nói gì thì nói vng cũng xứng đáng được người việt tự hào hơn là vinfast dù quy mô vốn nhỏ hơn nhiều nhưng họ minh bạch có bề dày kinh nghiệm từ năm 2004 và có thực lực hơn Vinfast (VNG) bị cái tiếng là cổ phần chi phối của Trung Quốc nhưng giá trị chất xám lại là của người Việt. Còn Vinfast có tiếng là cổ phần chi phối của người Việt nhưng chất xám phần nhiều lại của Trung Quốc trong lúc công ty thì của Singapore. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin đằng sau vụ cổ phiếu VFS tăng giá điên loạn, quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d